Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả anh em yêu thích và đam mê hoa lan rừng đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Nay giới thiệu với các bạn, đây là giò kèn của mình, nó bắt đầu là bung cũng khá là nhiều rồi. Đấy, cũng rất là đẹp. Sự là một cái màu sắc có lẽ là rất là nhiều anh em yêu thích và đam mê. Đấy thì dưới cái thời dịch mà Covid-19 đang hoành hành rất là phức tạp thì có lẽ là chúng ta nên ở nhà và ngắm nghía những cái giò hoa lan trồng thuần tại vườn với cái màu sắc rất là đa dạng vào cái mùa xuân như thế này. Và mỗi một mùa hoa lan nở thì cũng bắt đầu là một cái năm tiếp theo, con người chúng ta sẽ già thêm một tuổi. Thì có lẽ là nó có rất là nhiều cái gọi là một cái cảm giác, một cái cảm xúc rất là khó miêu tả được. Thực sự rất là yêu thích, mê mệt về những cái màu sắc hoa lan như thế này. Đấy thì qua là mình buổi sáng hôm nay là nghe Việt Nam là nhiễm cái dịch Covid thứ 17 là mình thấy hơi bị buồn vì tất cả những cái kế hoạch của mình. Còn đối với các bạn thì chắc là cũng có rất nhiều anh em bạn bè có những cái kế hoạch là bắt buộc là phải tạm ngưng lại. Đấy thì thôi thì chúng ta ở nhà nếu mà rảnh rỗi thì nên ngắm nghía hoa lan và sân vườn của mình, tìm một cái việc gì đó ở lanh quanh ở nhà thôi. Giờ nó phức tạp như thế các bạn, nên là thì cũng là một cái dịp và mình cũng giới thiệu cho các bạn về cái màu sắc hoa lan hoàng thảo kèn. Đây là một cái cây tím đậm với các bạn này. Cây này là đây là một cái cây tím đậm mình vừa mới đưa lên đây để cho các bạn, để các bạn có thể ngắm nghía. Thực màu bông rất là đẹp luôn, phải nói là quá là tuyệt vời. Đây là mình quay một cái màu sắc rất là thực tế chứ mình không có chỉnh sửa gam màu gì cả các bạn nhé, nên các bạn phải nhìn là các bạn có lẽ là các bạn cũng rất là biết rồi. Đây có những cái con dẹp này thì chúng ta nên cấu nó đi. Đây là những cái con dẹp nó gây hại cho cái hoa lan các bạn ạ. Nó hút cái nhựa của cái chất dinh dưỡng ở trong cây hoa lan này. Đấy. Ví dụ như một cây như này thì anh em nào muốn sưu tầm thì mình vẫn chia sẻ cho các bạn được. Đấy, cái màu sắc của nó thì các bạn nhìn thấy nó quá là tuyệt vời luôn. Thân này thì độ khoảng 40 phân. 45 phân thì nó có giá độ khoảng 400.000 đồng các bạn nhé. Đây mình chia sẻ cho anh em thôi. Đấy thì cũng nói về cái thời điểm này rất là căng thẳng về cái dịch, và dưới này còn rất là nhiều nữa. Cái dịch Covid nên là mình cũng chia sẻ một chút. Buổi sáng hôm nay thì nghe cái tin đấy nó dữ dội quá. Thực ra thì Việt Nam mình đã làm rất tốt, nhưng mà thôi, chúng ta bây giờ không có việc gì hoặc là có những cái việc mà không đáng ra ngoài thì chúng ta nên ở trong nhà cho nó lành các bạn ạ. Đấy. Nếu mà ai có hoa lan thì chúng ta có thể ngắm hoa lan. Thì đây một cái cây tím đậm nữa này. Cây này cây một cây tím rất là đậm và đang chớm nở vào buổi sáng ngày hôm nay. Rất là nhiều anh em muốn sưu tầm được những dòng tím đậm này mà cũng hỏi mình rất là nhiều. Hiện tại thì hôm nay là đã bắt đầu nở. Rất là nhiều anh em muốn hỏi là cái cây đậm màu đó, anh có không? Thì thực tế các bạn là mình cũng không thể khẳng định được, đến lúc mà nó chưa có hoa thì không thể khẳng định được cho các bạn là cây nào đậm, cây nào nhạt. Thế cho nên là rất là xin lỗi anh em vì cái vấn đề đấy. Thì đến khi nó ra hoa rồi, đây các bạn nhé, nó nở ra cây rất là đậm, rất là đẹp, bắt đầu mới chấm nở. Thì ví dụ như cái cây như này thì có hai thân này, đây còn hai thân chắc chắn là đậm, cây này cũng chuẩn bị nở. Thì cái này thì là 250, cái này thì 200. Đấy, còn bên này nữa thì cái thân này nó cũng đang trúng chím và hé nở đây các bạn này. Đấy, trúng chím và hé nở ở đây thì đây cũng là cây tím đậm rồi, thì có 3 thân, 1, 2 năm, khoảng 55 phân. 1, 2, 3. Cái này 65 phân. Cây bên này là 65 phân. Cây này cũng khoảng tầm 65 phân.
Đấy thì ba thân này thì mình bán giá là 500.000 một thân để cho anh em sưu tầm. Đấy thì cũng chia sẻ cho anh em, cho tất cả bạn bè, những người yêu thích và đam mê hoa lan rừng, đặc biệt là anh em đã thường xuyên theo dõi và đã đặt hàng của kênh của Vườn Lan Trường Sơn, thì mình cũng chia sẻ với các bạn là như vậy. Thì đây là những cái đơn hàng buổi sáng, có thể anh em bây giờ cứ nhắn tin đến, mình sẽ chọn cho các bạn. Có đơn giá từ khoảng 250.000 đến độ khoảng 500.000 tùy từng cây. Như này là quá là đẹp rồi. Một cái cây có thể nói rất là màu, rất là tươi và đậm. Thực sự là rất là đẹp. Đấy, ngoài ra thì đây là còn cái giò như này nữa. Các bạn nhìn thấy đây. Các bạn có thể nhìn thấy là cái giò màu sắc rất là chân thực. Thì đây là có cái cây này nó tím nhạt. Đây, tím nhạt. Đấy, cây này là tím nhạt. Đây, nó hơi nhạt màu. Cây bên kia thì nó nở cách đây độ khoảng gần 1 tháng rồi. Đấy, bắt đầu còn những cái cây này bắt đầu chớm nở ra. Phải nói là rất là đẹp và đây là hàng thuần chủng. Thì nếu như anh em nào có muốn sưu tầm, muốn lấy được cái chuẩn mặt bông đậm, đây là nếu các bạn không quan tâm về mặt bông thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình. Đây là những cái cây hoàng thảo kèn của Lai Châu, đây là hàng chuẩn các bạn nhé. Hiện tại thì đến thời điểm này thì mình không còn một cây nào ở ngoài tự nhiên có thể lấy về được, vì lý do là khan hiếm và có lẽ là cái giống nhỏ thì còn thôi, chứ còn nếu giống lớn thì không còn đâu. Rất là hiếm luôn mà không thể lấy nổi, rất nhiều người cạnh tranh, người muốn sưu tầm được mà của thì người thì đông mà của thì ít, đâm ra là cây nó cũng hiếm đi. Đấy, thì có những cái cây đậm, có cái những cây nhạt. Đấy, những cái giò như này gồm có 1 2 3 4 5 6 thân. Đấy, ví dụ giò như này 6 thân thì mình bán cả đậm cả nhạt các bạn nhé. 6 thân thì mình cứ bán là 350 một thân, 7 thân. 7 thân thì anh em nào lấy thì đây, cái thân này là thân đậm này. Thân đậm nhưng nó tàn mất rồi. Đấy, đây là thân đậm nhưng nó tàn mất. 7 thân thì nó rơi độ khoảng 2 triệu 2. Đấy, thân này 1 2 3 4. 4 thân. Đấy, 4 thân này thì nó rơi vào tầm độ khoảng 1 triệu 6. Đấy, chỗ này thì nhiều hơn, phải đếm thân ra thì mới biết được. Đấy, đây là cái tím đậm này. Tím đậm hôm trước mình có đang bán là 350, à 400 đấy. Thì cũng rất tiếc là đến thời điểm này thì nó cũng bắt đầu là một số cây thì tàn, một số cây thì bắt đầu là mới nở thôi. Nên là cũng chia sẻ cho anh em. Thì có lẽ cũng rất nhiều anh em muốn cũng thắc mắc là tại sao lại có cây nở sớm, có cây nở muộn. Thì đây cũng là do cái thời tiết khí hậu năm nay, mỗi năm nó một thay đổi, nó một khác nhau. Cho nên là mình cái cây hoa lan hoàng thảo kèn hay bất kể một loại hoa lan nào khác thì nó cũng phát triển theo nhờ cái môi trường. Ví dụ tại sao ở trong miền Nam nó lại ra hoa vào đúng dịp Tết. Đấy. Thì miền Bắc thì không thể ra hoa được đúng dịp Tết là vì vậy. Vì thời tiết nó miền Bắc và miền Nam nó khác nhau. Đấy thì mình cũng chia sẻ như vậy cho các bạn, cho tất cả anh em. Với cái giá rất là hợp lý để anh em có thể sưu tầm được những cái giò hoa lan đẹp, những cái cây hoàng thảo kèn của rừng của Lai Châu. Và mong rằng là những cái chia sẻ của mình với tất cả anh em là sẽ kết nối được nhiều đam mê hơn, nhiều cái yêu thích hơn để chia sẻ cho mọi người. Vâng, rất cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả anh em đã thường xuyên theo dõi kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Mọi thông tin xin liên hệ là Vườn Lan Trường Sơn, tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại là 0987829002. Các bạn có thể gọi qua Zalo hoặc Messenger cho mình cũng được để giảm chi phí tiền cước điện thoại. Vâng, rất cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả anh em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.